có cường độ sáng là máy đo nhiệt độ, máy đo nhiệt độ mà máy đo nhiệt độ người ta lắp máy đo nhiệt độ hồng ngoại, máy đo nhiệt độ hồng ngoại thì nó xài loại pin 9V, pin cục 9V để vào đây. Thì những cái nào mà cần thiết là ta cứ để vào đây rồi ta bấm ta bóp cò vậy thôi, lia giống như cái súng vậy đó, ta bóp cò. À, đấy, dịch bệnh Covid là người ta cũng sử dụng cái máy đo nhiệt độ. Thì ở đây là tôi cũng chia sẻ với anh em luôn ha. Nếu như anh em ở cơ quan của mình đi liên kiểm định, anh em nên có cái máy đo nhiệt độ. Máy đo nhiệt độ để làm gì? Khi anh em kiểm tra tủ điện mà nó đang vận hành, mở tủ điện ra kiểm dò kiểm tra trên đó những vị trí nào mà cái nhiệt độ nó bất thường là lưu ý người ta. Ví dụ như những cái đầu cốt nó bị lỏng, chỗ đó nhiệt độ nó sẽ tăng lên rất cao. Mình kiểm tra sóng ở trên cái hệ thống điện, hoặc là cái sợi dây nào đó ở trên đó nhiệt độ nó cao, thì có thể là dây đó tiết nhiệt không đủ cho cái phụ tải đó, thì khi đó là ta có thể khuyến cáo họ thay dây khác, hoặc là chuẩn bị thay thế sửa chữa những cái bộ phận gì đó. Nhưng mà nói như vậy thôi, máy đo nhiệt độ này rất hữu ích, anh em kiểm định viên nên sử dụng cái này. Còn ai không thích thì thôi, bởi vì cái này là tôi chỉ nói là tôi chia sẻ đối với anh em thôi. Kiểm tra những cái tủ điện là mình đi cứ cơ ngó vậy không thì nó không ổn, có cái này thì nó cũng lợi hại hơn. Kiểm tra những cái từ cái linh kiện điện tử đến đấu nối các cái chỗ mà liên kết, những cái vị trí mà người ta bắt chặt đó, có chặt hay là lỏng. Nếu như cái chỗ đó tiếp xúc lỏng, tôi giả sử như cái CB nó có 3 cực thì nhiệt độ mình kiểm tra ở 3 cái điểm này là nó phải tương đồng nhau, xem nhau ở trong cái môi trường bên ngoài. Nhưng mà tự dưng là nó có một cái cọc nào đó là nhiệt độ nó cao lên hơn hẳn, thì khi đó là ta phải đặt vấn đề chỗ này là như thế nào, tiếp xúc không tốt nó mới như vậy. Tiếp xúc không tốt nó có nhiều lý do, một là siết lỏng, hai là nó bị tem, bị cái gì đó nó mới tiếp xúc không tốt, thì tại chỗ đó nó mới sinh nhiệt. Thì khi đó là ta khi mà ta cúp điện xuống, ta yêu cầu họ siết kiểm tra lại cái này, nó sẽ tốt hơn rất nhiều cho cái công việc kiểm định của mình. Thế thôi, còn anh em cảm thấy mà không cần thiết thì thôi ha. Kiểm tra nhiệt độ của dầu, nhiệt độ của động cơ, khi mà nó chạy nó phát nhiệt lớn quá thì ta sẽ loại đi, không có sử dụng. Bởi vì thường thường là những cái động cơ đó đó là nó sẽ chạy đến một cái nhiệt độ nào cho phép thôi. Hay là anh em kiểm tra cái phòng máy, ta quy định cái nhiệt độ trong phòng máy là từ bao nhiêu độ đến bao nhiêu độ đó ha, từ 5 đến 40 độ gì đó. Mình vô đó mình bấm cái máy này, mình thấy ở trong đó là nhiệt độ lớn quá, thì mình yêu cầu người ta là phải làm thông gió, làm cái gì đó. Thì ít ra là mình cũng có một trong những cái khuyến nghị để làm. Vậy thôi ha, rồi anh em tìm hiểu. Cái đó tôi không biết. Cái này để làm gì? Theo em thì nó giống như là cái giống như cái điện trở để mình check đẹp. Đây mình check cái máy đo điện trở cách điện của mình ở đây. Dạ, cái này để kiểm tra cái máy. Dạ, giống như cái điện trở thằng chiếu vậy. Cái này là để kiểm tra cái độ kiểm tra hiệu chuẩn gì đó những cái máy đo. Tôi thì không có làm. Cái này nó cái kia kìa, nó chuẩn. Máy đo đó nó cắm vào cái này thì nó chuẩn rồi. Xong rồi bấm đo coi, set đây nè. 1 kg lu âm thì thằng kia phải tương đương thằng kia. Nó cắm vào thằng này thì chuẩn máy chứ. À chắc là vậy. Đúng ạ. Tôi thì tôi không có chỉnh máy, tôi chỉ chắc cái máy đi mà cái máy đó nó còn cái giá trị hiệu chuẩn, bật lên cái thang đo là còn tốt. Là ok, cái vụ chuẩn này tôi không biết. Máy đo cường độ sáng này. Máy đo. Đây cường độ sáng đây, cái sáng đây. Tôi thì cũng chưa có đo cường độ.